Tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm, mời quý khán giả cùng đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 4 năm 2023, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Gia tăng ca mắc COVID-19 nhập viện ở nhóm có nguy cơ cao. Kịp thời dập tắt đám cháy rừng tràm ở Tiền Giang. Bị cáo Võ Nguyễn Quỳnh Trang, người bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong, chấp nhận án tử hình. Các khu du lịch sinh thái ở Cần Thơ chuẩn bị sẵn sàng đón khách dịp lễ. Câu chuyện cuộc sống, xác định mục tiêu rõ ràng hơn để dễ dàng đạt được thành công trong công việc. Khai mạc lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ 2 tại Tuyên Quang. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị, dịch COVID-19 đang gia tăng trở lại trong những ngày gần đây. Ngày cao điểm, cả nước ghi nhận hơn 2.500 ca mắc mới và đã có 2 trường hợp tử vong. Và tại các địa phương khu vực miền Bắc thì số ca mắc cũng ghi nhận tăng cao đột biến từ tháng 4. Nhiều trường hợp nhập viện ở nhóm có nguy cơ cao có bệnh lý nền. Và sau đây là ghi nhận của Người đưa tin 24 giờ tại Lào Cai. Với những trường hợp tuổi cao, có tiền sử bệnh lý nền, cao huyết áp, tim mạch, kèm mắc COVID-19, hầu hết đều được chỉ định nhập viện để theo dõi và điều trị. Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đang tiếp nhận điều trị 8 bệnh nhân. Khi bị COVID-19 thì lúc đấy là buổi sáng, xong buổi chiều là Bệnh viện Bảo Thắng có đưa xe và bác sĩ chuyển bà tôi lên trên Bệnh viện truyền nhiễm của Lào Cai đấy. Hôm đầu tôi sốt, đau đầu, nó mệt mỏi, nó dã rợi 2 ngày đầu, nhưng bây giờ thì ổn định rồi. Với xu hướng số ca mắc mới tăng nhanh, không tránh khỏi tình trạng số ca nhập viện bắt đầu tăng cao trở lại, trong đó hầu hết là người thuộc nhóm nguy cơ và những người chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai hiện có số ca mắc tăng đột biến từ đầu tháng 4 đến nay. Hầu hết các bệnh nhân vào đây thì đều đã được tiêm ít nhất là khoảng 3 mũi vaccine, còn cũng có một số bệnh nhân là mắc lại lần 2, còn một số ít bệnh nhân là mắc lần thứ nhất. Biểu hiện triệu chứng nặng thường gặp ở người cao tuổi và có bệnh lý nền. Trong tháng 4 này thì bệnh nhân có một chiều hướng gia tăng bệnh nhân nội trú. Ví dụ như trong quý 1 thì có 4 bệnh nhân nội trú. Thế nhưng mà riêng trong cái tuần này của tháng 4 thì đang hiện nay có 8 bệnh nhân nội trú. Thì hiện nay ở khoa khám bệnh của bệnh viện tỉnh, và thứ hai là ở khoa khám bệnh của khoa truyền nhiễm, và thứ ba là ở trong các khoa điều trị nội trú đều có các cái phòng riêng để có những cái tình huống nếu có bệnh nhân ho sốt nghi ngờ thì chúng tôi sẽ đưa vào cách ly điều trị ngay. Hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đạt khá cao. Tuy nhiên, về tỷ lệ tiêm mũi 3 mới đạt trên 80% với đối tượng trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Và trong thời gian tới, thì Sở Y tế Lào Cai tiếp tục chỉ đạo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các đơn vị y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện xây dựng nhu cầu vaccine để tiếp tục tiêm trong thời gian tới và tiếp tục rà soát các đối tượng chưa tiêm đủ các mũi bổ sung và mũi nhắc lại để tiếp tục tiêm. Bộ Y tế khuyến cáo đối với nhóm nguy cơ cao bao gồm người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 cần tiêm mũi cơ bản và tiêm nhắc 2 mũi tiếp theo. Bên cạnh việc tiêm vaccine, Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân cần tuân thủ nguyên tắc bảo vệ cho mình và người khác tại nơi công cộng bằng cách đeo khẩu trang và khử khuẩn thường xuyên. Thưa quý vị, tại Cà Mau, sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện, phó trưởng công an xã Đông Thới, huyện Cái Nước gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ trên sông. Công an tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện cách hiện trường vụ tai nạn hơn 100 mét. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó khoảng 23 giờ ngày 26 tháng 4, thiếu tá Nguyện cùng trung úy Đỗ Hoàng Quyết đi tuần tra bằng phương tiện thủy trên khu vực sông do địa phương quản lý. Đến hơn 1 giờ sáng ngày 27 tháng 4, phương tiện gặp nạn. Khi phương tiện bị chìm, tổ tuần tra đường bộ và người dân địa phương đã cứu được trung úy Quyết, còn thiếu tá Nguyện bị nước xoáy cuốn trôi và mất tích. Thưa quý vị, hiện nay đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng. Nguy cơ cháy rừng đang được cảnh báo ở mức cao.
tại Tiền Giang, một đám cháy rừng tràm ở xã Long Định, huyện Châu Thành vừa được lực lượng chức năng kịp thời dập tắt. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Long Định, chiều qua, khu rừng tràm rộng 2,5 hectare trên địa bàn bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa gặp gió nên lan rộng đã gây cháy khoảng 2.000 m2. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tích cực chữa cháy và sau nhiều giờ đã cơ bản dập tắt ngọn lửa. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra thống kê. Chuyển sang ghi nhận về giao thông, chiếc xe máy đi ngược chiều đã xảy ra va chạm với một xe máy khác. Vụ tai nạn xảy ra tại một giao lộ trên quốc lộ 1K đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương, khiến một người tử vong tại chỗ, một người nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thông tin ban đầu, gần 23 giờ đêm qua, tại giao lộ giữa quốc lộ 1K và đường Thống Nhất thuộc phường Bình An, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương, xe máy của ông NTV, 50 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa, đã xảy ra va chạm với xe máy biển số 67B2-20562 do một nam thanh niên điều khiển. Thời điểm xảy ra va chạm, xe máy do ông V điều khiển từ trong một quán ăn chạy ra, đang đi ngược chiều để băng qua đường. Va chạm mạnh khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ, ông V được chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng nặng, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, đồng thời trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án cháu bé 8 tuổi bị Võ Nguyễn Quỳnh Trang, 27 tuổi, người tình của cha ruột bạo hành dẫn đến tử vong. Trước đó, sau khi bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình, Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do mức án trên quá nặng so với hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, vài ngày trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được đơn rút kháng cáo của Trang. Dù Trang rút kháng cáo nhưng hội đồng xét xử vẫn trích xuất đến tòa về hành vi phạm tội của bị cáo và Nguyễn Kim Trung Thái liên quan đến nhau. Để làm rõ sự thật khách quan của vụ án và hành vi phạm tội của Thái, tòa vẫn xét hỏi Trang. Do Trang rút đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên tòa phúc thẩm sẽ xem xét kháng cáo của luật sư bảo vệ gia đình nạn nhân về yêu cầu hủy án sơ thẩm điều tra Thái phạm tội giết người với vai trò đồng phạm của Trang. Theo luật sư, mức hình phạt 8 năm tù tòa tuyên đối với Thái về hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm là quá nhẹ, vì bị cáo là cha ruột trực tiếp chăm sóc cháu bé nhưng đã cùng Trang bạo hành con gái trong suốt thời gian dài. Do kỳ nghỉ lễ kéo dài nên năm nay dự kiến sẽ có khoảng 6 triệu lượt du khách về đền Hùng tham gia lễ giỗ tổ. Số lượng đông gấp 6 lần so với năm ngoái nên công tác đảm bảo an ninh trật tự tại lễ hội được tăng cường và chuẩn bị kỹ lưỡng. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho du khách thập phương và người dân cả nước an toàn và thoải mái khi hành hương về giỗ tổ. Quy động 100% quân số để đảm bảo an toàn giao thông tại các chốt, tuyến đường trọng điểm, hướng dẫn, điều khiển, phân luồng giao thông để không xảy ra ùn tắc, tránh tình trạng chen lấn xô đẩy, gây rối trật tự công cộng là những giải pháp mà Công an tỉnh Phú Thọ đang rốt ráo triển khai tại lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay. Với cái thời gian cao điểm thì lực lượng giao thông thì sẽ huy động tối đa lực lượng để ngoài cái việc phân luồng đúng chốt thì sẽ tiến hành tuần tra lao động để xử lý những xe vi phạm trong quá trình dừng đỗ tại các điểm khi các trục đường chính khi về lễ hội đền Hùng. Do số lượng du khách dự kiến về tham gia giỗ tổ rất đông, đặc biệt trong ngày lễ chính, nên công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được tăng cường để tránh tình trạng trộm cắp, móc túi hay chèo kéo khách. Ngoài an ninh trật tự thì tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được chú trọng. Cùng với đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khu vực đền Hùng phải ký cam kết hàng hóa bán đúng giá niêm yết. Khu vực đổ xe cũng được công khai giá vé ngay từ cổng để thuận tiện cho người dân và du khách khi về giỗ tổ. Đối với các cái dịch vụ bán hàng thì các cái hàng quán phải đảm bảo công tác phòng cháy, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và phải có niêm yết giá cả, và có các đội liên ngành sẽ thường xuyên đi tuần tra kiểm tra và kịp thời xử lý những cái vi phạm cũng như là những cái phản hồi của du khách khi mà có những cái hiện tượng phản cảm. Diễn ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang có xu hướng tăng nên giải pháp 2K được ban tổ chức lễ hội tích cực triển khai. Tuy nhiên, ngoài sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đơn vị chức năng, thì cũng rất cần ý thức chung tay của mỗi du khách để lễ hội Đền Hùng năm nay và tuần văn hóa du lịch đất tổ diễn ra thành công, an toàn. Và Cần Thơ cũng là một trong những điểm đến lý tưởng cho du khách trong dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới. Đặc biệt là các khu du lịch sinh thái miệt vườn ở đây đang hoàn tất những bước chuẩn bị nhằm mang đến một trải nghiệm tốt nhất cho du khách.
Tại làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, các công trình cầu trên không, mô hình chợ nổi trên sông, nhà hàng nổi đã được tân trang, tái hiện lại khung cảnh buôn bán náo nhiệt của các thương hộ. Bên cạnh đó, làng du lịch này cũng sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thực tế như làm bánh dân gian, kẹo dừa, hủ tiếu. Và đặc biệt hơn là du khách sẽ được quá thân để trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương vào thập niên 30-40. Đặc biệt lễ 30 tháng 4 này, Mỹ Khánh có thêm những cái chương trình là đêm trắng Tây Đô, rồi chương trình là quá thân làm điền chủ. Đêm trắng Tây Đô thì quý khách sẽ vào làng du lịch Mỹ Khánh, quý khách sẽ được trải nghiệm những cái trò chơi dân gian, rồi ngoài ra giấc tối còn được đi du thuyền, mình ăn trên sông ngắm cảnh hoàng hôn của sông Hậu. Một khu du lịch nhà vườn khác tại thành phố Cần Thơ là vườn trái cây Chính Hồng cũng đã trang trí các tiểu cảnh như bếp quê, nhà mai xưa, vườn hoa, thác nước và chăm sóc cải tạo lại các vườn cây ăn trái để phục vụ du khách trong dịp lễ năm nay. Ở trong đây thì nó khác hơn những lần trước, là có nghĩa là không khí nó mát mẻ. 30 tháng 4 thì nó nhiều loại trái cây hơn và trái cây mình chụp hình những rất đẹp. Bên cạnh việc mang đến những trải nghiệm vui chơi thú vị cho du khách, các khu du lịch sinh thái ở Cần Thơ cũng chú trọng công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan nghỉ dưỡng. Thưa quý vị, dù làm bất kỳ việc gì, nếu muốn thành công thì điều quan trọng cần có đó chính là phải đặt mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu càng cụ thể bao nhiêu thì càng giúp định hướng công việc tốt hơn bấy nhiêu. Từ đó đạt được thành công cũng dễ dàng hơn. Và câu chuyện cuộc sống ngay sau đây sẽ giúp quý vị thấy rõ hơn về điều này. Nhiều bạn trẻ muốn cải thiện ngoại ngữ hoặc học thêm kỹ năng chuyên môn để bổ trợ cho công việc, nhưng sau nhiều lần thực hiện lại không đạt được kết quả như kỳ vọng. Tình trạng này diễn ra vì chưa đặt ra mục tiêu rõ ràng nên khó đạt được nguyện vọng ban đầu. Dù mình rất là muốn học ngoại ngữ, nhưng có quá nhiều điều từ công việc hàng ngày như là chăm sóc gia đình, thậm chí là các cuộc vui chơi từ bạn bè khiến mình bị phân tâm. Ban đầu thì mình hăng hái lắm, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thì không biết tại sao mình có bị sao nhãng đi nữa. Không có thể tập trung cho cái mục tiêu học ngoại ngữ của mình được. Vậy là cứ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, mình vẫn không có giỏi ngoại ngữ như mình mong muốn được. Khi có mục tiêu rõ ràng, chúng ta sẽ xác định được phương hướng để đạt tới đích, giúp bạn nhận biết được điều gì thực sự quan trọng và cần ưu tiên, đồng thời sắp xếp thời gian hiệu quả và tận dụng mọi nguồn lực một cách triệt để đạt được kết quả như bản thân mong muốn. Mình muốn sự nghiệp của mình thăng tiến sau 3-5 năm nữa. Đó là mục tiêu dài hạn của mình. Sau khi có được mục tiêu dài hạn, mình xác định những mục tiêu ngắn hạn để thực hiện mục tiêu dài hạn đó. Ví dụ như mình cần phải học thêm kỹ năng gì, mình có thêm những kinh nghiệm gì trong công việc, mình khắc phục những điểm yếu của bản thân như thế nào. Thì khi xác định được những điều đó, thì mình cảm thấy những điều mình cần làm rõ ràng hơn, mình biết là những công việc làm gì và không nên làm gì để đạt được mục tiêu của bản thân. Cái việc đạt mục tiêu nó có một cái công dụng, đó chính là nó duy trì được cho chúng ta cái nguồn năng lượng và một cái tinh thần rất là tốt trong một công việc nào đó. Ví dụ như cuộc sống mà trong công việc hay là trong bất kỳ hoạt động nào sẽ có những cái khó khăn diễn ra. Nhưng khi mà chúng ta đã có một lộ trình rõ ràng thì mình sẽ biết được là cái mục tiêu này khi mình thực hiện sẽ có những khó khăn, và chúng ta đã lường trước, chúng ta đã biết trước được những cái khó khăn đó rồi thì chúng ta sẽ có một cái tâm thế mình chấp nhận và mình vững vàng hơn. Điều thứ hai là khi mà chúng ta có một cái mục tiêu trong cuộc sống thì nó cũng là một trong những điều để giúp cho chúng ta luôn hướng về phía trước, chứ không phải là chúng ta cứ bị thụt lùi phía sau. Có rất nhiều người trong cuộc sống này họ sống nhưng mà họ không có thói quen họ đặt mục tiêu, thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy được rằng là họ rất khó để đạt được một sự thành công nhất định, bởi vì họ không có được một cái kết quả nào trong cái nhận thức của họ để giúp cho họ có thể đạt được những cái điều đó thông qua những bước đi cụ thể. Để đạt được mục tiêu của bản thân cần rất nhiều yếu tố, nhưng một trong những điều quan trọng chính là lập kế hoạch mục tiêu rõ ràng với lộ trình cụ thể khả thi. Dù là trong học tập, công việc, sự nghiệp, gia đình, ở lĩnh vực nào cũng cần nuôi dưỡng bên trong mình một mục tiêu để tạo động lực phấn đấu mỗi ngày.
hãy quyết định chính xác về điều bạn muốn, viết ra, lên kế hoạch và thực hiện nó mỗi ngày. Như vậy, thành công sẽ đến dễ dàng hơn. Một cái mục tiêu thì cần phải có tính chất cụ thể. Mục tiêu càng cụ thể rõ ràng thì chúng ta càng dễ hình dung nó và chúng ta càng vạch ra được cái kế hoạch cụ thể cho cái việc đạt mục tiêu. Nguyên tắc số 2 của việc đạt mục tiêu đó chính là phải có một cái yếu tố để đo lường. Hiểu đơn giản là khi mà mình đặt mục tiêu rồi thì cái kết quả nó diễn ra, cái kết quả nó có rồi thì mình lấy cái gì để mình đo lường coi là mình có đạt hay là không đạt được mục tiêu. Cho nên là trong mỗi cái mục tiêu của chúng ta thì cần phải có cái cách nào đó để đo lường. Đó. Ví dụ như là bạn đặt mục tiêu về thu nhập thì thu nhập của bạn phải là một con số cụ thể. Chứ chúng ta không thể nói là mục tiêu của tôi là có thu nhập thật là cao, bởi vì cái từ thật là cao nó là một cái từ rất là ước lượng. Nó phải định lượng một cách rất là cụ thể. Ví dụ như là tôi có mục tiêu là mức lương của tôi một tháng là 15 triệu, 20 triệu, 25 hay là 35 triệu. Thì đó là cái tính đo lường được. Rồi yếu tố thứ ba là một mục tiêu thì nó cần phải khả thi. Có nghĩa là nó phải phù hợp với cái năng lực, nó phù hợp với cái tính cách của chúng ta, nó phù hợp với xu hướng của xã hội, nó phù hợp với những cái điều kiện ở bên ngoài cộng lại nữa. Đặt mục tiêu là một trong những viên gạch đầu tiên để xây dựng sự thành công. Mỗi mục tiêu cần có thời hạn cụ thể để hoàn thành. Và cũng đừng quên, trong quá trình thực hiện mục tiêu, cần bám sát kết quả đạt được trong từng chặng, có những điều chỉnh cần thiết cho phù hợp với tình hình thực tế để đạt được thành công như mong muốn. Quý vị đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Khai mạc lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ 2 tại Tuyên Quang. Ngư dân Khánh Hòa phấn khởi vì trúng luồng cá ghim hiếm thấy. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Tối qua, lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2023 đã được khai mạc tại quần thể di tích lịch sử văn hóa Đền Thánh Nguyễn, tọa lạc bên sông Hoàng Long, thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Lễ hội Đền Thánh Nguyễn diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Tham dự lễ hội, người dân cùng du khách thập phương sẽ được thưởng thức và chìm đắm trong một không gian văn hóa tâm linh độc đáo của 13 nghi lễ truyền thống, thể hiện sự tôn kính với Đức Thánh Nguyễn Minh Không và được tham gia trải nghiệm 14 nội dung phần hội đặc sắc hấp dẫn với những trò chơi dân gian truyền thống. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ 2 năm 2023 cũng vừa được khai mạc tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Tuyên Quang vào sáng nay. Đây là lần thứ 2 sự kiện được tổ chức tại địa phương, mở màn cho năm du lịch Tuyên Quang 2023. Lễ hội diễn ra từ nay đến ngày 2 tháng 5 với sự tham gia của 20 khinh khí cầu tiêu chuẩn quốc tế, cho các phi công dày dặn kinh nghiệm đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ điều khiển. Trong thời gian diễn ra lễ hội, du khách sẽ được trải nghiệm bay treo, bay tự do, bay mạo hiểm, theo dõi các màn biểu diễn và trình diễn ánh sáng khinh khí cầu về đêm tại hai địa điểm là quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang và sân vận động Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình. Ngoài các hoạt động trải nghiệm khinh khí cầu, du khách còn được khám phá Tuyên Quang qua những hoạt động và các tour điểm du lịch độc đáo, hấp dẫn, cùng các món ăn độc đáo riêng có của đồng bào các dân tộc ở Tuyên Quang. Trong khi đó, lần đầu tiên được tổ chức với hình thức khá mới mẻ tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, khu phố chuyên kinh doanh ẩm thực Nguyễn Du được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn thu hút người dân và du khách. Tối qua, thành phố Hà Tĩnh tổ chức khai trương khu phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Du. Ngoài việc được thưởng thức các món ẩm thực đường phố, sản phẩm đặc sản địa phương, người dân và du khách khi đến đây còn được hòa mình vào các hoạt động vui chơi giải trí, nhảy dân vũ sôi động. Khu phố ẩm thực được trải dài trên đường Đào Tấn và đường Nguyễn Quy Quánh, với hơn 50 gian hàng ẩm thực và một số gian hàng bán đặc sản vùng miền, sản phẩm ô cốp, quà lưu niệm, phục vụ khách du lịch. Mong muốn đầu tiên đó là thu hút các khách du lịch, các trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh, về địa bàn thành phố Hà Tĩnh nói chung và phương quận như là viên để tạo sức bật phát triển thương mại, dịch vụ, kinh tế xã hội trên địa bàn. Và định hướng trong thời gian tới thì địa phương sẽ tập trung cao là có như là hoàn thiện các gian hàng, xây dựng các gian hàng phong phú, đa dạng. Phố ẩm thực này gồm hai loại hình, kinh doanh cố định và kinh doanh dĩ hè vào ban đêm từ 18 giờ đến 23 giờ. Mô hình đi vào hoạt động sẽ tạo nên các khu vực ẩm thực vui chơi giải trí tập trung phục vụ người dân và khách du lịch,
tạo sinh kế cho những người buôn bán nhỏ trên địa bàn. Thưa quý vị, nói đến cá ghim, có lẽ rất ít người biết đây là loại cá cùng họ với cá đuối. Những ngày qua, thì một tàu cá của ngư dân Khánh Hòa đi đánh bắt trên vùng biển Bình Thuận đã trúng luồng cá ghim lớn hiếm thấy. Ghi nhận tại cảng cá Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, rất nhiều con cá ghim lớn, có con nặng từ trên 10kg đến gần 20kg được làm sạch và chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Theo tiểu thương, do thân cá ghim chỉ có thịt và sụn, không xương cứng, chế biến được nhiều món ăn ngon nên loại cá này rất dễ tiêu thụ tại các nhà hàng, quán ăn. Hiện thì loại cá này có giá bán khoảng 30.000 đồng một ký. Tuy giá bán không cao nhưng do đánh bắt được với số lượng lớn nên ngư dân vẫn có thu nhập khá. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt.